xuống luôn. Trần Hà Phương thể hiện, xin mời Trần Hà Phương. Với cái tên rất kêu, đó là bạn Đặng Tất Gia Bách với tác phẩm Spring Simagon. Biểu diễn của Gia Bách. Sau đây là bạn Vũ Trần Khánh Linh với tác phẩm Nốc Tơn Mi Rắn. Mời con. Thank you.
Vâng, một giai điệu rất tuyệt vời. Xin chúc mừng phần biểu diễn của Khánh Linh. Và để kết thúc bảng A sẽ là bạn Nguyễn Đức Minh với tác phẩm Đám Cưới Tình Yêu. Xin mời con.
cảm ơn phần thể hiện vô cùng tuyệt vời của con. Con mời con gái lại sân khấu một lát, con được không? Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy là 21 tiết mục của bảng A đã vô cùng thăng hoa. Như quý vị thấy thì có những tiết mục dài đến 4, 5, 6 trang, nhưng cũng có những tiết mục vỏn vẹn, hai dòng nhạc. Một đặc điểm chung rất dễ thấy, đó là tất cả các nghệ sĩ nhí của chúng ta vô cùng thăng hoa. Như vậy thể hiện một điều rằng âm nhạc không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt độ dài hay ngắn của từng tác phẩm, mà quan trọng chỉ khi các con ngồi vào đàn, âm nhạc vang lên, mọi tình cảm, mọi cảm xúc của tất cả chúng ta đều được thăng hoa và hòa vào một, đúng không ạ? Và hôm nay bạn kết thúc bảng A với một màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn. Nếu như mà chúng ta